1. Đại đường Trinh Quang sơ niên, đường Thái Tông Lý Thế Dân đăng cơ không lâu. Đây vốn không phải là thời đại phồn thịnh nhất của Dương triều Đại Đường. Việc bành trướng cương thổ vẫn nhiều năm chìm trong chiến quả sát phạt, khôi phục nguyên khí. Liên tiếp xuất hiện những trận thiên tai, tuyết lạnh quy mô lớn. Cùng với đó là vô số dân tị nạn, chạy nạn tới Trường An của Dương triều Đại Đường. Trong lúc này, Quyền Vũ Môn mông nạn, Ẩn Thái Tử thừa cơ gây ra hỗn loạn, đảo loạn đương triều Tân Chính, lợi dụng các thủ đoạn giết người cổ đại, tàn sát hàng vạn dân chúng. Từ đó, cho Trinh Quang Tân Triều che phủ thiên minh sao sản. Đừng có trách ta không khách khí với ngươi. Đúng vậy, nói đi, ngươi muốn làm gì? Làm nhiệm vụ sao? Quý xích lão đệ, là ta. Người đến đây. Con ơi, tỉnh lại. Chính đi. Là hắn. Hắn giết chết những người huynh đệ trấn này của ta và những người dân lánh nạn này. Sau đó đã tự vẫn rồi. Lật lên. Cái gì? Thôi Nguyên Khởi, Thôi tướng quân. Cái gì? Hắn chính là thần đạo Thôi Nguyên Khởi sao? Vậy thanh đao này là chính là hàng thiết nhẫn à? Không sai, chính là nó. Đại nhân, đại nhân, xem nè.
Lý Thuần Phong. Quận chúa, quản gia, sự việc sao rồi? Bẩm quận chúa, lão nô đã đi qua Khai Viễn Môn và trong nội thành Trường An, hiện trường xảy ra án mạng. Ngươi đã nhìn rõ chưa? Đúng thật là Thôi Nguyên Khởi sao? Quận chúa, có thể nói chính xác là Thôi tướng quân rồi. Lão nô cảm thấy rất kỳ lạ. Vốn dĩ đã là người chết ngừng thở 7 ngày, sao lại có thể chạy đi giết người được? Vậy Thôi Nguyên Khởi hiện đang ở đâu? Kỳ lạ là ở chỗ này đó. Xác chết của Thôi Nguyên Khởi sau khi giết người tự nhiên dùng đao tự sát, bị hộ vệ chuyển về phủ nha môn rồi. Quân chúa, lão nô còn nghe nói trước khi xác chết Thôi Nguyên Khởi giết người, có nghe thấy tiếng đàn rất kỳ lạ đó. Tiếng đàn? Đúng vậy. Còn manh mối gì nữa? Còn một manh mối rất quan trọng nữa. Người ở quân vệ phủ nói trong lòng bàn tay của Thôi Nguyên Khởi phát hiện có tên của một người. Ai? Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong? Hồi bẩm thánh thượng, tại các nơi như Khai Chỉ Môn, Dương Thanh Quá, cửa khẩu Vô Tâm Cầu, Diếm Khởi, Đồng Tư Các, tối hôm qua thời gian từ giờ Tý tới giờ Dần tổng cộng có 36 người chết, trong đó một người là hung thủ. Kẻ giết người cửa người đen sử dụng bảo đao đi từ trong thành ra, sau khi giết người thì đã tự sát. To gan dám ám sát người vô tội, hung thủ là ai? Thánh thượng bất giận, theo bẩm báo thì đó là người tháng trước đã mất Lưu Quý Quả Cảm, Thôi Nguyên Khởi. Người chết à? Dạ phải. Mọi người còn nói người chết Hoàng Dương sát chết dùng vậy. Khốn kiếp, trẫm không tin có chuyện ma quỷ. Truyền chỉ giao cho quân vệ phủ xử lý, nhất định phải điều tra rõ mọi việc, nếu không ta sẽ hỏi tội nhà ngươi. Dạ thần tuân chỉ. Chỗ này sao? Bẩm đại nhân, đúng vậy. Trong thành Trường An rất ít người biết Lý Thuần Phong là chủ của Tùy Ý Lâu, nhưng mà những người biết hắn thường nói chủ nhân của Tùy Ý Lâu thiên gian địa lý, y thuật bói toán, kim tinh tướng số, không gì là không biết. Biết gì nữa? Biết pháp thuật thần kỳ. Pháp thuật à? Đây là chỗ ở của Lý tiên sinh. Ông ấy ít giao dịch kia bên ngoài. Tuy bản lĩnh lớn nhưng không ai biết lai lịch của ông ta. Trời nổi cơn giông bất ngờ, phiền phức lại tới rồi. Xem ra nhàn nhã lâu quá không tìm đến vụ án. Vụ án là tìm tới ta. Hai người lát nữa hành sự theo ánh mắt của ta. Dạ. Ghé vô, ghé vô. Ghé vô, ghé vô. Bánh nóng hổi, bánh nóng hổi đây. Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi đây. Bánh bao đây. Mua hàng đi. Bánh bao nóng hổi đây. Tiên sinh có thể tới nhà tôi xem bệnh không vậy? Xem gì bệnh chó chết nhà ngươi, hả? Ông đây chuyên trị bắt yêu trừ ma, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Đến kinh thiên động địa quỷ thần cũng khóc đó. Đi. Tiểu thơ đây là tráng sĩ, tiểu nữ có quan tình. Tiểu thư đừng khóc, có quan tình gì á, cứ nói tôi nghe đi. Lý Thuần Phong ở Tùy Ý Lâu, con người này hạ lưu háo sắc, ức hiếp dân nữ. Lý Thuần Phong sao? Là nguyên nhân gì hả? Tiểu thư à, cô có ấm ức gì, tôi sẽ phân xử giúp cô hả? Lý Thuần Phong. Quận chúa,
Thôi tướng quân rõ ràng bị bệnh chết rồi, hơn nữa cũng đã sắp mai táng, sao mà đứng ra giết người được? Chẳng lẽ xác chết biến đổi? Bất luận xác chết biến đổi hay hoàng dương, đây là cách nói của người xưa, chưa có ai tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà thi thể Thôi Thúc Thúc giết người lại có rất nhiều người nhìn thấy. Đây là một vụ kỳ án, thật sự làm người ta nghĩ mãi không ra. Tôi ý lâu. Yêu nhân ra đây. Yêu nhân, người mau ra đây cho ta. Nè yêu. Ê, xin lỗi, bốn tiệm chỉ bán rượu ngon, không bán yêu nhân. Muốn tìm đồng loại xin mời đi chỗ khác cho ha. Hey, người nói cái gì? Lão tử nghe không hiểu. Gọi chủ nhân của người ra đây. Ta nói tiếng người, yêu nhân đương nhiên nghe không hiểu rồi. Hả? Ngươi, ngươi dám chơi ta sao? Tiểu tử, ngươi đứng lại, kêu yêu nhân ra đây cho ta. Ngươi nhất định phải kêu ra đây. Ta đã nói với ngươi rồi, bốn tiệm chỉ bán rượu ngon, không bán yêu nhân. Ngươi nói tiếng gì vậy? Sao ta nghe không hiểu gì hết? Các ngươi cười cái gì? Hả? Ta vừa nói rồi, ta là nói tiếng người, đương nhiên yêu nhân nghe không hiểu rồi. Nè, không được cười có nghe không hả? Tất cả không được cười. Các ngươi cười cái gì chứ? Đừng có cười nữa mà. Tiểu tử, người giao yêu nhân ra đây, có nghe không? Người nghe cho rõ đây. Nếu người không giao yêu nhân ra đây, ta sẽ đập cái tiệm này của ngươi. Ai, tùy ý lâu hả? Đập tiệm hả? Đập đi. Tùy ý lâu có quy định, nhưng đồ vật bị hư hỏng sẽ tính bồi thường theo giá trị. Bồi thường hả? Bồi thường thế nào? Khách quan nghe cho rõ, mặc dù ông chưa đập được tấm biển, nhưng tổn hại danh dự tiệm chúng tôi, bồi thường 2 lượng vàng, bản thông chất lượng tốt 3 lượng tiền, thu hồi bằng giá mua cũ trừ đi 2 tiền, tổng cộng 3 lượng 1 tiền, không tính số lẻ, còn 3 lượng. Bồi thường à? Bồi thường cái đầu của ngươi á. Lý Thuận Phong, Lý Thuận Phong, người ra đây cho ta. Lý Thuận Phong, người đang ở đâu? Thì ra ngươi muốn gặp chủ nhân của ta hả? Ra đây cho ta. Phi, chủ nhân cái gì hả? Lý Thuận Phong chỉ là một tên đại dâm đảng, lão tử đến đây chủ yếu muốn trừ hắn. Lý Thuận Phong. Chủ nhân lại có thêm danh hiệu mới rồi. Ra đây cho ta. Lý Thuận Phong, người ra đây. Ra đây. Lấy lại bản tính. Muốn gặp chủ nhân nhà tôi, xem bói 1 lượng, chi phí khám bệnh 8 tiền, tiền mua thuốc tiên tri, nếu có tâm trạng tốt quá có thể giảm 1/2 chi phí. Ông vừa đập bàn vừa gỡ biển, trong lòng chủ nhân chắc chắn không vui, vì vậy sẽ tăng gấp đôi, cộng lại là 6 lượng. Đưa ngân lượng ra đây. Muốn ngân lượng hả? Lão tử không có. Triên tai 1 lượng 3 tiền, 1 lượng vàng bằng 10 lượng bạc, như vậy 13 lượng. Lượng vàng này không động chất, phải khấu trừ 1 lượng đi, tính 12 lượng. Một nửa là đủ rồi. Một nửa trả lại cho ngươi, hai bên hết nợ. Hey, cái tên tiểu tử nhà ngươi, dám giỡn mặt với ta hả? Đại nhân, chưa gì để lợi hại như vậy được. Xem ra chúng ta đã tìm đúng chỗ. Xem ra chủ nhân của tùy ý lâu chắc chắn không lương thiện gì. Đúng vậy. Đó rõ ràng là một tên đại ác nhân, là sứ giả của địa phủ, là đại ma vương hại người đó. Sao ngươi biết? Ngươi là ai? Ta hả? Chủ nhân, cuối cùng người cũng về rồi. Hôm nay người câu thế nào?
lại không được con cá nào hả? Vậy mà ngày nào chủ nhân cũng đi câu cá hết. Cá thì không câu được, quạ tới cửa rồi kìa. Trời đất ơi, đúng thiệt luôn. Ngày trước dù xui cách mấy cũng câu được mấy con cóc nhái nha. Bữa nay xui rủi tới tận nhà rồi, một con cóc nhái cũng không câu được. Thật cũng kỳ lạ, cóc nhái nó chạy đi chơi hả ta? Thật ra nó tới đây phá cửa tiệm chứ đi đâu. À phải rồi, vị huynh đệ, đến tìm Lý mổ không biết có chuyện gì vậy? Người chính là Lý Thuần Phong hả? Ngại quá, tên cha mẹ đặt sao đổi được. Tại hạ chính là Lý Thuần Phong. Được, Lý Thuần Phong, cái tên dâm tặc này. Nắm đấm bự quá vậy huynh đại à? Cho hỏi huynh luyện võ công gì mà nắm đấm nó bự dữ vậy nè? Ê, trời đất ơi, bình thường huynh ăn mấy bát cơm? Còn nữa, có phải huynh ăn xong rồi ngủ dậy rồi đi luyện công tiếp hay không hả? Với lại cuộc sống của huynh á, có phải rất khô khan hay là không chứ? Trời ơi, nắm đấm to dữ vậy. Phải rồi, ta chưa thỉnh giáo quý danh của tráng sĩ. Rốt cuộc thì có hiểu lầm gì vậy? Lão sư tên Trung Quỳ, thấy bất bình thì tương trợ. Tên dâm tặc nhà ngươi đã ức hiếp người quá đáng. Ta ức hiếp người hả? Ức hiếp ai vậy trời? Người ức hiếp một cô nương mặc áo màu xanh lục á. Một cô nương mặc áo màu xanh lục? Rồi cổ đâu? Cô ấy không có đến. Vậy nghệ danh của cổ là gì? Cái này ta cũng không biết nữa. Rất hay. Vị huynh đệ này rất là trượng nghĩa nghe. Ta không phải là người tốt gì hết, nhưng mà ta biết một chút võ công quèn. Ta sợ hai đứa mình mà tỉ thí, huynh quýnh không lại ta đâu nghe. Trung Quỳ ta trước tới giờ đánh nhau chưa bao giờ bị thua. Trời đất ơi, mắc mớ gì đấu với một người có nắm đấm bự như vậy. Nhưng nếu ta dùng một chút yêu thuật, ta sợ ngươi chịu không có nổi đâu. Hả? Yêu thuật hả? Không sai, yêu thuật đó. Đại đạo quy mùi suy trôi dòng, tương thủy song sinh, diệu pháp vô cực, tịnh ma trừ chướng. Cả trận. Nè Trung huynh à, huynh chỉ cần gặp phải bùa mê hồn này thì sau khi uống một trung trà này, huynh nhất định sẽ phải ngã cái rầm xuống đất. Huynh có dám thử không? Trời, có thật không vậy? Hay quá vậy? Có thật không? Sao được? Bởi vậy. Có gì mà không dám? Thử đi. Thiệt tình à, Trung huynh có phải sợ rồi không vậy? Nó sợ rồi đừng có miễn cưỡng. Hoàng Giao, tiễn khách. Không đùa nữa. Nè. Thử thì thử chứ, tránh ra. Thử hay vậy ta? Dám thử không? Hey. Wow. Câu. Không có cảm giác gì hết, không sao hết, không có chuyện gì cả. Cái gì kỳ vậy? Người bình thường chỉ cần sờ cho lá bùa này của ta đã ngã ngay xuống đất rồi. Huynh ngay cả chóng mặt buồn ngủ không có luôn hay sao? Không có. Huynh phải ấn vào vị trí ở giữa đó. Hả? Chỗ này sao? Không sao. Mạnh tí xíu đi. Hả? Có cảm giác gì không? Mới lạ đó. Trời.
mất rồi sao? Ây da, cái bình rượu đào hoa bể hết trơn rồi. Trời ơi, sùi bọt mép luôn kìa. Dạ quan, tiễn khách đi. Lần nào cũng là chủ nhân gây quả cho tôi đi dọn hết. Làm gì có chủ nhân như ông chứ. Biết nhiều làm nhiều thôi, mắc mớ gì so đo tính toán như vậy. Ê, à phải rồi. Hả? Để đầu hắn hướng ra ngoài, người khác nghĩ hắn say rượu ngã trước cửa tiệm. Như vậy bán rượu mới được đó nghe. Hả? Dạ biết rồi. Nè. Hả? Còn nữa, đừng quên để lại nửa chiếc khuyên tai vàng kia để trừ vào bình rượu quý đào hoa của ta. Đương nhiên rồi, còn phải đợi đại nhân nói sao? Trời ơi, ghê quá. Nhấp nhanh luôn á. Không biết có bị sao nữa. Chắc là Lý Thuần Phong, quân vệ phủ đến điều tra. Ta đang đợi nhà ngươi đây, đưa đi. Đây nè, mấy người làm gì vậy? Ê, các người làm gì vậy? Dù vào đâu bắt chủ nhân tôi? Phụng lệnh điều tra. Hả? Đưa đi, nhanh lên. Đi, điều tra. Các người bung ra. Rồi sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại bị quan sao bắt người rồi? Các người còn chưa thanh toán mà. Nè, có phải ông tên Quốc Trị không vậy? Sao ngươi lại biết tên ta? Cốt cách của đại nhân rất giống cốt cách của Ngô Quốc Công, Quốc Kỳ Cung đó. Cốt cách gì? Cốt cách Ngô Quốc Công trên đời này rất là hiếm gặp. Người có diện mạo giống nhau thì rất nhiều, nhưng mà cốt cách ngoài những người cùng huyết thống ra, những người khác rất ít điểm giống nhau. Xem ra Đạo Dương còn có bản lĩnh này. Tại hạ chính là hiệu quý quân vệ phủ Kỳ Phương. Quốc Kỳ Cung là thúc phụ ta. À, tại hạ Lý Thuần Phong, không biết đại nhân mắc mớ gì bắt ta đi vậy? Trong lòng ngươi phải rõ hơn ai hết chứ. Vụ án lớn xảy ra tối qua ở thành Trường An, ngươi chính là nghi phạm lớn nhất. Cái này phải gọi là quyết án mới đúng chứ ta. Xem ra ngươi mới đúng là chưa đánh tự khai rồi. Ta chỉ nói vụ án lớn chứ không nói là quyết án. Tự ngươi nói ra thôi. Vụ quyết án xảy ra khai dĩ môn của thành Trường An, trọng tâm có 4 điểm. Vụ án xảy ra ước chừng giờ tí giữa giờ dần đêm qua, có 36 người chết. Trong đó hung thủ kẻ giết người cưỡi ngựa đen tay cầm bảo đao đi từ trong thành ra. Sau khi giết người cắt cổ tự vẫn, người đó trên đời này không ai khác chính là Đô Quý Nguyên Cảm Thôi Nguyên Khởi, vừa mới ốm chết cách đây không lâu, có phải vậy không? Đúng rồi, đưa đi. Nè, không lẽ đại nhân cho rằng những người biết về vụ án đều là hung thủ hay sao? Hơn nữa người chết giết người thật sự có chuyện này hay sao chứ? Đừng làm ra vẻ quyền bí trước mặt bổn quan. Ta nói cho người biết, Quốc Kỳ Phương ta là mệnh quan triều đình, cứ cho là người có yêu thuật bổn quan không ta sợ đâu. Ta làm gì có yêu thuật? Người có yêu thuật hay không bổn quan nhìn thấy rồi. Yêu thuật mà ngươi vừa dùng với Trung Quỳ, bổn quan đã nhìn thấy rất rõ ràng. Trời, Quốc Kỳ đại nhân là người luyện võ, ngay cả đạo lý điểm quyệt chạm mạch ngươi không biết hay sao chứ? Đợi đó, vẫn còn cãi chứ gì. Bây giờ ta nói cho ngươi biết để không còn giảo biện. Lúc Thôi Nguyên Khởi giết người, trên tay sao lại có tên của ngươi hả? Nói đi. Công nhận thú vị ghê. Đương nhiên thú vị rồi. Nếu tại hạ thật sự là hung thủ, tại sao tại hạ ngu ngốc tới nỗi để lại tên của mình trên tay hung thủ hay sao? Giả sử tại hạ thật sự là hung thủ đứng đằng sau, sao lại để quan gia bắt một cách đơn giản như vậy hả? Ngươi nói vậy cũng rất có lý đó. Vụ án này thật sự có nhiều nghi điểm. Ta có thể thả ngươi trước, nhưng mà ngươi vẫn là tình nghi lớn nhất. Ta gọi lúc nào phải có mặt. Trước khi quan phủ kết thúc vụ án này, ngươi không được rời khỏi thành Trường An, có biết chưa? Thả ngươi. Dạ. Hùng quan. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là hùng quan? Đại nhân lúc đầu nắm vội lập công hãm hại Trung Lương, chỉ vì lời nói của tại hạ thả ngay nghi phạm phá án. Hồ đồ như vậy đại nhân không phải hung quan thì là cái gì? Người nói lập công hãm hại Trung Lương, dám mắng ta là hung quan sao? Quốc Kỳ Phương ta đây, ở thành Trường An này đã phá án cũng mười mấy vụ rồi, chưa ai dám nói ta là hung quan.
Bắt vàng bắt cả đôi bắt cướp phải có tàn vật. Ta quang minh lỗi lạc phải cho ta thấy nhân chứng vật chứng trước đi. Ngươi đã không sợ thì cứ việc đi một chuyến đi. Đưa hắn về quân phủ. Đưa đi. Dạ. Đi mau. Bánh bao đây. Tên Lý Thuần Phong này rốt cuộc là người ra sao? Bẩm quận chúa, tên Lý Thuần Phong này là một kẻ buôn bán. Ở phía Đông Thành có kinh doanh một tiệm rượu nhỏ, đặt tên là Tùy Ý Lâu. Những người ở đó nói con người này suốt ngày chơi bời lêu lỏng, hơn nữa hắn có sở trường là yêu thuật. Tên Lý Thuần Phong đó và yêu nhân bây giờ dính vào vụ án mạng của Sở tướng quân, vậy phủ quận chúa chúng ta chẳng phải sẽ gặp rắc rối hơn sao? Nè, vụ án này bây giờ do nha môn nào thủ lý? Bẩm quận chúa, sau khi xảy ra vụ án, người của quân vệ phủ vội đến đưa tất cả thi thể về phủ rồi. Hơn nữa, trong cung truyền tin tức ra ngoài nói, thanh thượng truyền chỉ vụ án này sẽ giao cho quân vệ phủ toàn quyền xử lý. Cái gì? Quận chúa, người muốn đích thân đến quân vệ phủ sao? Dù sao Thôi Thúc Thúc cũng thấy ta trưởng thành. Bây giờ thúc ấy xảy ra chuyện, về tình về lý ta đều phải đi xem thế nào. Đừng để quản gia biết được, ông ấy sẽ la mùi chết đó. Em không nói, ta không nói, ông ấy làm sao biết được chứ. Wow, quận chúa, người thế nào, có giống một công tử không? Quận chúa, người cải trang như vậy làm nhiều thiếu nữ Trường An say mê đó. Đừng nói linh tinh. Bây giờ ta đi xử lý việc nghiêm túc. Em ở nhà trong nhà đi. Vị này là Thôi đại nhân hả? Không sai, ông ta chính là thần đao Thôi tướng quân. Wow. Được rồi, ngươi nhìn đủ chưa? Ngươi muốn xem nhân chứng vật chứng mà. Đây chính là vật chứng, nhìn cho kỹ vào. Đó có phải là tên ngươi không? Còn gì để nói nữa không? Ừ? Tại sao chữ viết lại khó coi tới như vậy chứ? Chữ Lý thì méo méo vòng vòng, chữ Phong thì xiên xiên dẹo dẹo như vậy. Viết xấu dễ sợ luôn. Ngươi đừng có ở đây gây rối với ta. Chữ viết đẹp thì có liên quan gì chứ? Chữ xấu chữ đẹp có phải là tên của ngươi không? Chẳng lẽ viết tên của ngươi phải luyện viết chữ trên tay mới được hay sao? Nói cho người biết, đó chỉ là manh mối lúc sinh thời Thôi tướng quân đã để lại đó. Manh mối đúng là manh mối rồi, chỉ có điều á, này đâu phải do người chết để lại. Sao ngươi có thể chắc chắn không phải Thôi tướng quân để lại chứ? Xin hỏi đại nhân nha, nếu phải viết chữ trong lòng bàn tay á, đại nhân sẽ viết làm sao đây? Không sai, không sai. Nhất định viết từ ngón tay đến cổ tay. Đại nhân xem lại tay trái của người chết đi. Theo tôi thấy người chết phải viết như thế này nè. Hả? Viết làm sao hay quá vậy, viết thử coi. Vậy có thể là ai chứ? Ai có thể để lại tên của ngươi trên tay của Thôi tướng quân đây? Ai giết thì tôi không có biết. Chỉ có một điều tôi có thể khẳng định. Khẳng định điều gì?
hung thủ không phải là tôi. Ngươi Mạc tướng Quốc Kỳ Phương tham kiến Tạ tướng quân. Quân, sao lại thế này? Phát hiện ra khi nào? Bẩm đại nhân, hôm qua thuộc hạ tuần tra quanh thành, nhận được tin cấp báo của quân sĩ giữ thành, thuộc hạ lập tức tới ngay. Thuộc hạ thấy thôi tướng quân. Người lại. Tạ thúc thúc, là ta đi. Tạ Ứng Đông tham kiến đại nhân. Đại nhân, sao người đến đây? Thúc thúc đã gọi ta là đại nhân. Thôi thúc thúc gặp nạn, sao ta có thể không đến được chứ? Mạc tướng lỗ mãng, Tạ tướng chỉ lo ở đây tanh mùi máu, sợ là không có lợi cho đại nhân. Đa tạ thúc thúc đã lo lắng. Là ai phát hiện tử thi? Khởi bẩm đại nhân, là Tạ tướng, quân vệ phủ, Quốc Kỳ Phương. Ồ, con cháu của Ngô Quốc Công, quả nhiên anh dũng hơn người. Đại nhân quá khen. Quốc Kỳ đại úy, vụ án này có gì đáng nghi ngờ không? Đại nhân và Tạ tướng quân đều đang ở đây, Mạc tướng có thể hỏi hai vị một việc được không? Là việc gì? Mạc tướng nghe nói mấy ngày trước Thôi tướng quân bị bạo bệnh mà ra đi, chuyện này là thật chứ? Vậy việc này là thật, đích thân bổn cung tự đến bái tế, sao có thể là giả được chứ? Ta cũng từng đến phủ đệ của Nguyên Khởi Quân để bái tế. Tính ra đêm hôm qua chính là 7 ngày hồi sát. 7 ngày hoàn hồn. Chẳng lẽ Thôi tướng quân thật sự âm hồn bất tan, hóa thành xác chết lấy mạng người khác, tạo ra vụ quyết án này sao? Nói linh tinh. Người xưa nói chuyện xác chết sống lại, chuyện ma quỷ ai có thể nói rõ được chứ? Dạ, Mạc tướng sai rồi. Trên cơ thể của Thôi tướng quân có điểm nghi vấn nào không? Dạ đại nhân, Thôi tướng quân cưỡi ngựa đến, sau khi giết bá tánh và quan binh đã tự vẫn, con ngựa ô và thanh bảo đao hàng thiết nhận được tìm thấy không có gì bất thường. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Ấp ả ấp úng, nói nhanh. Dạ, mời đại nhân và tướng quân xem qua. Đây, cái này là gì? Là ta. Thủ ấn ta vẽ đó. Thủ ấn? Thủ ấn là cái gì? Quốc Kỳ đại nhân nói ở đây có người chết đột ngột, lo có ma quấy phá, nên nó mời tại hạ đến làm phép trừ ma đó. Làm phép trừ ma? Ngươi là ai? Ta hả? Tại hạ truyền nhân của Phùng Cơ Tử, tinh thông ngũ hành số mệnh, có thể đoán sự hung cát như thế nào. Khách quan à, nếu khách quan thay đổi số mệnh, chấn trạch khử ma, sinh con trai sinh con gái, hãy giao hết cho tại hạ. Tại hạ không có gì là không biết, không có gì là không hiểu. Toàn nói những lời sằng bậy. Một tên thuật sĩ giang hồ mà lại có thể trà trộn vào nha môn. Tạ thúc thúc, quốc vệ phủ điều tra án như vậy sao? Càng quấy, quan được. Dám chọc giận đại nhân, vụ án này giao cho ta xử lý, ngươi không cần quan tâm. Đại nhân,
Đại nhân, đại nhân đừng giận, trách hạ tướng dạy bảo thuộc hạ không nghiêm mới có chuyện quan đường như vậy. Tạ thúc thúc, thúc nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Thúc hãy thử nghĩ xem vụ án mạng của Thôi thúc thúc có ý nghĩa thế nào với phủ quận chúa, với mẫu thân ở trên trời. Ngươi đứng lại, ngươi phải biết mình đã phạm đại tội, đó là tiêu hủy chứng cứ, làm liên lụy ta. Ngươi dám qua mặt lừa dối quan trên, cũng may bổn quan còn chưa bẩm báo việc này lên triều đình. Nếu không, bổn quan sẽ phạm phải tội khi quân phạm thượng bị chém đầu cả nhà rồi, ngươi có biết không? Đại nhân, tại hạ chẳng qua vì muốn bảo vệ bản thân thôi mà. Hả? Dù sao bây giờ nhân chứng đã chết, vật chứng đã mất, không lẽ đại nhân muốn đưa Lý Mổ vào đại lao mới được hay sao chứ? Đứng lại! Trời đất ơi, còn cái gì nữa vậy? Tên yêu đạo này làm ta tức chết đi được. Nếu hôm nay không nói rõ ràng, ngươi đừng hòng mà đi được. Quốc kỳ đại nhân, không lẽ đại nhân muốn bắt tại hạ lên lãnh càn cúng ban ngày ban mặt? Ông không bằng không chứng, rất khó định tội tôi đó nghe. Tên yêu đạo, ta thật không nên mắc bẫy của ngươi, để ngươi đến xem vật chứng, tiêu hủy chứng cứ. Nhưng mà ngươi cũng đừng nghĩ mọi việc như vậy là xong. Ta nhất định sẽ bám sát ngươi mọi lúc mọi nơi. Nếu bổn quan phát hiện ngươi có bất kỳ mối liên hệ nào với vụ án này, ta nhất định sẽ... Hả? Quả nhiên biết yêu thuật. Yêu đạo, yêu đạo, ngươi nghe cho kỹ đây. Bổn quan nói được làm được. Nếu ngươi là hung thủ, bổn quan sẽ bắt ngươi trừng trị theo pháp luật. Quốc kỳ phương ta sẽ theo sát ngươi. Quận chúa, có thật là người đã đến quân vệ phủ không? Người nhìn thấy tên Lý Thuần Phong được giết trên thi thể sao? Trên tay của Thôi thúc thúc chỉ có một ấn phục màu đỏ, những cái khác đều không có. Vậy chẳng lẽ tình báo của tôi báo sai hay sao? Không, tình báo của quản gia báo chính xác không sai. Trong lòng bàn tay của thuốc ấy hình như có viết một cái tên. Chỉ là khi ta đến đó đã bị người ta xóa đi rồi. Kẻ nào to gan như vậy, dám tiêu hủy tội chứng? Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong? Sao có thể như vậy được? Khi ta đến nhà để xác của quân vệ phủ, có nhìn thấy một thuật sĩ rất kỳ lạ. Ta nghĩ người này chắc hẳn là Lý Thuần Phong. Trước mặt mọi người có thể tiêu hủy chứng cứ mà không bị phát hiện, quả nhiên có chút tà môn. Là hắn tự xóa tên mình trên tay, tiêu hủy chứng cứ à? Ừ. Nếu đã như vậy, sao quận chúa không vạch mặt hắn ra ngay tại trận chứ? Không có chứng cứ làm sao có thể bắt người ta được chứ? Huống hồ gì ta thấy tên thuật sĩ họ Lý này rất xảo quyệt. Nếu không nắm được điểm yếu của hắn thì rất có thể tự làm khó mình. Không lẽ cứ để gian kế thành công, nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật? Chỉ dựa vào điểm này cũng không thể chắc chắn hắn chính là hung thủ. Nhưng mà cho dù hung thủ thật sự là ai, vụ án chưa được làm rõ, ta sẽ không từ bỏ đâu. Chúng ta chỉ cần ngồi im quan sát. Lão già, mời dạo trâu. Lão già, mời dạo trâu. Lão già, mời dạo trâu. Mời dạo trâu. Lão già, 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 vô đây giúp kiếm nè. Lâu quá mới gặp công tử. Trời ơi, lão già, vào đây giúp kiếm. Lâu quá mới gặp công tử, nhớ gần chết luôn. Công tử, cạn chung nha. Tướng quân đại nhân đến rồi. Thỉnh an tướng quân đại nhân. Tướng quân đại nhân, ngài đã chọn được cô nương nào chưa? Liễu Ngũ Nương. Mời Liễu Ngũ Nương hả? Các cô nương tiếp khách đi. Liễu Ngũ Nương, Liễu Ngũ Nương, tướng quân đến rồi nè. Liễu Ngũ Nương, ra đây nhanh lên, tướng quân đến rồi nè. Mama, mama mời tướng quân đại nhân vào trong nói chuyện. Dạ. Là vị tướng quân nào vậy? Liễu Ngũ Nương, cô chắc nhận ra ta chứ?
nghĩ kỹ lại đi. Ông là Tạ Ấn Đông, Tạ tướng quân. Cô còn nhận ra huynh đệ của ta chứ? Cô ấy tên là Thôi Nguyên Khởi. Thôi tướng quân, chẳng phải 7 ngày trước, 7 ngày trước ông ấy đã... Đừng giả vờ nữa. Những chuyện cô gây ra không lẽ cô không biết sao? Tiểu nữ không hiểu. Liễu Ngũ Nương, cô có nhận ra vật này không? Nhận ra là di vật của Thôi tướng quân, Hàn Thiết nhận. Nhận ra thì tốt, niềm tình cảm của cô và huynh đệ của ta ngày trước, ta sẽ không làm khó cho cô. Nhưng nếu cô không khai thật mọi chuyện, ta sẽ thay huynh đệ của ta lấy mạng của cô. Mau khai thật đi. Là kẻ nào?